năm nay má muốn kiếm nàng dâu. Hey. Mà lâu nay anh đâu có yêu ai ngoài em đâu. Cuộc đời này anh coi như xong, vì anh giao cho em chẳng còn gì đâu nữa để em phải bận lòng. Ngồi xuống ba lá tay em chống tay anh chèo, còn đi xe máy em ngồi sau lưng anh đèo. Giàu nghèo gì cũng sẽ hứa dắt em đi theo, sợ anh hứa lèo thì đưa tay đây mình mọc queo. Tân ơi, trên đời có bốn cái ngu: làm mai, mượn nợ, gác cua, cầm trầu. Tôi ngu dữ lắm mới làm cái nghề này đó. Nhưng được cái làm mát tay, làm cặp nào lên phường cặp đó. Thì đó, nghe danh bà lâu rồi nên hôm nay mời bà về đây làm mai cho con trai tôi. Biết bà là khách quý nên chuẩn bị sẵn hết rồi nè bà ơi. Đâu 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 nè. Đây, được không? Thôi con này tròn quá à, con khác đi. Về đây. Ôi trời ơi con này hả, trời ơi trang điểm lè lè thấy ghê. Sao mà ai cũng chê hết trơn á, người này được không? Trời ơi như đàn ông vậy trời. Thôi 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 thôi, kiếm một khác giùm tôi đi, trời ơi ghê quá. Ai cũng không chịu, cuối cùng muốn cái gì? Thôi nè, tôi á là tôi thích á hả, là nuôi con gái nó phải dễ thương nè, nết là thùy mị nha. Đặc biệt á, gia đình nó là phải là môn đăng hộ đối với gia đình tôi. Sao nghe tự động nói đi, bực mình quá. Khỏi nói vậy trơn á má. Trời ơi, nói người ta mà không biết mắc cỡ, không biết nhìn lại bản thân của mình. Cái gì? Bà chê người ta gì? Bà chê người ta tròn, bà nói người ta lòe loẹt, bà nói người ta giống đàn ông hả? Xin lỗi ha, mấy cái đó giờ gom vô hết con người của bà luôn đó cho bà hay. Tự nhiên đâu lòi ra nhỏ này hổn như vậy. Cái con điên ở bên cạnh nhà đó. Nghĩ sao cái tướng này mà kêu người ta mập? Bà có bầu. Ê giấc ơi, mày khùng hả? 70 tuổi để bầu bì gì? Ai biết bà đổ đốm lúc nào. Nó dẹp đi. Trời ơi đây nè, nói nghe nè ha. Gán ăn uống vô cho khỏe nha. Rồi lột da sống thành tinh á, đặng kiếm mấy đứa môn đăng hậu đó với con bà nha. Chứ không thôi chừng nữa nằm một chỗ quá, không có ai rảnh nào mà kiếm à. Có quỷ già. Ai có quỷ già? Trời ơi là trời, ơi là trời. Trời ơi là trời. Con nhỏ này sao nó hổn quá vậy? Tôi muốn gửi một cú đánh cho cái cổ nó. Thôi thôi thôi, vuốt giận tôi đi, đừng có giận nữa. Trời ơi thôi thôi thôi, đừng có làm như vậy. Nè, cho ăn nè. Dĩa trái cây. Rồi, ăn đi cho bớt giận rồi đi kiếm con dâu về cho tôi, nghe chưa? Khỏi cần kiếm. Tôi tìm được một người phù hợp gia đình bà luôn rồi. Nào nè. Nhỏ nãy mới chửi trên đầu bà chửi xuống á. Mày điên hả? Con điên. Trời ơi mình đã có vợ rồi, sẽ có người kêu bên sân tối. Vậy là mình đã có vợ rồi, ngày nào cũng sẽ được vui. Cùng ăn cùng uống chung một giờ, cùng thức cùng ngủ chung giấc mơ. Sẽ có người kẹp tay kêu mình là chồng ơi. Tìm được nhau là do duyên trời, còn cưới được nhau là do duyên số. Về bên nhau anh nguyện đồng lòng, mình cùng dựng xây mái nhà kiên cố. Nhà trai nhà gái đêm nay đông đủ, xin mời cô dâu bắt đầu tiến vô. Nâng ly mừng đồng thanh tiếng hô, cầm micro chú rể tuyên bố. Trời ơi mình đã có vợ rồi, xuôi da hai bên cũng mở đời. Hồi môn tặng mấy cây vàng, mừng cho sắc nhỏ nên duyên đám cưới rồi. Trời ơi mình đã có vợ rồi, có em tất cả cũng nhờ trời. Bên em mãi không có trời, đi tiếp con đường từ nay đến cuối đời. Anh Hương. Ủa trời đất ơi, sao lâu vậy? Ủa có chuyện gì mà anh hẹn em ra đây giờ này vậy? Trời nguy cấp em ơi. Em mới nguy cấp nè, anh không nói lẹ là mai em ra bắt cặp bây giờ đó. Căng lắm luôn anh mới hẹn em ra đây chứ bộ giận chơi đâu. Ủa nhưng mà chuyện gì mới được? Thì má anh đó. Má anh sao? Má muốn cưới vợ cho anh. Cái gì? Thiệt. Sao tự nhiên bắt anh đi lấy vợ là sao? Chiều chiều nay anh về anh nghe tin báo em liền đó. Bà Đăng còn qua nhà đưa hình ra tùm lum tùm la hết, năm sáu cô luôn vậy đó. Hèn chi, năm sáu cô coi thích quá phải quá cho nên là đâu có dám nói chuyện mà quen tôi với má biết đâu. Ơi em ơi anh khổ dữ lắm luôn á, anh không chưa kịp nói chưa kịp tâm sự với má vậy trơn á mà giờ ra vậy nè. Nhà anh lúc nào cũng muốn hả môn đăng hộ đối, còn nhà em còn nghèo vừa khổ nữa. À, biết 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 anh biết biết này hết trơn rồi, biết mấy năm nay rồi. Anh mà thích mấy cô đó anh đâu có hẹn ra đây làm gì. Anh chỉ biết mình em thương mình em thôi à. Em biết rồi, em biết rồi. Em không biết làm sao. Rồi ghê luôn. Con vô đây, đây là nhà bác. Đó, dạ. Bây giờ con đứng đây nha. Bác kêu thằng con trai của bác ở đây giới thiệu cho con nha. Dạ. Hưng ơi. Hưng. Dạ. Vô đây biểu. Gì vậy trời ơi. Vô đây. Mày làm gì vậy? Đi. Gì vậy má? Vô đây, 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 đây. Hưng. Ai vậy? Con trai của bác. Hai em. Mày chịu không? Tự nhiên chịu. Ai vậy? Trời ơi con bé này dễ thương lắm. Trời ơi nó được người được nết nha, mà ngoan nữa. Con nhà gia giáo. Cứu tao mấy lần rồi đó. Cái gì cứu má? Sao không kể gì hết trơn vậy? Chuyện gì tao cũng kể cho mày.
cút đi, anh cút đi, cút đi. Cái gì trời ơi, cái gì, trời ơi. Sao quăng qua tao, cái gì? Trời ơi, cái gì, trời ơi. Bớt cái tạp chứ, ăn cướp, ăn cướp. Ăn cướp. Anh cướp trả cái giỏ đi, trả cái giỏ đi, trả cái giỏ tôi. Con lấy cái giỏ cho bác rồi nè, con gửi lại cái túi cho bác. Cảm ơn. Dạ. Đó, tối ngày môn đang hộ đới, nó cứu bà nữa đó. Trời ơi, mấy đứa nhà giàu á, chắc nó rảnh nó có thời gian nó làm hiệp sĩ đường phố chắc à. Tôi biết rồi mày. Bà chưa có biết đâu ha, bà già hai thứ tóc á, chứ bà khôn dữ lắm. Người ta khôn ta sống được như này. Bà sống tới giờ này là bà hên thôi. Chứ cái bán cầu não của bà còn có một bên à. Mày làm cái đâu là heo á. Xin lỗi bà ha, của con heo á, người ta còn mua ha. Cái của bà hả, quăng cái đường chó còn chơi đó. Chó nó chơi còn đỡ. Đỡ sao? Còn đỡ á, mày chó nó tha mày. Tha bà á. Già mà âm chị địa ngục không chịu hiểu, cố chấp. Con mới nhặt cái túi chứ. Tôi cảm ơn. Dạ. Bây giờ tao hỏi lần cuối nè, hai đứa mày có chịu cưới không? Dạ cưới. Alo. Ủa sao cái gì mà nhanh dữ vậy? Không hiểu bữa nay luôn á. Vô nè. Còn bà cái nhà này có hai mẹ con hả? Mà hai mẹ con có yêu thương nhau cho lắm luôn á, thấy không? Ở tập thể không chứ không có phải nghèo mà ở giờ đâu nha. Đi vô đây. Hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy. Vâng, tôm hồn. Hôm nay tôi đem con trai tôi đến đây để hỏi cưới con gái cô. Hỏi cưới em thái độ kỳ vậy đó. Thì đến thì cũng đã đến rồi. Nếu mà nhà đằng bên ấy hỏi là thách cưới bao nhiêu thì tôi cũng chỉ nói đơn giản này. Nhà tôi thì cũng phải giàu có gì, cũng gọi là nhà tranh vách đất thôi. Nhưng mà thách cưới thì cũng phải có. Vàng tôi không cần nhiều nhưng cũng phải có. 25 cây. Mày nghe thấy chưa? 25 cây. Một trăm chỉ là bao nhiêu? 10 cây. 10 cây? Nói 25 cây phải bảo 10 cây là 10 cây sao? Ít nhất không được 25 cây, cũng phải được 24 cây. 14 cây. 22 cây. 14. 21. 15. 20. 16. 19. 6. 18. 17. 18. 17. 18. 17. 18. Ý đừng cãi nữa nào. Nét giống ai cãi ghê. Tôi đồng ý. 18 cây mà cứ kỳ kèo tôi có đòi nhiều đâu. Thôi mà cái hai bà nội này làm giọng gì vậy trời? Còn bà nội này nữa, bà gả con bà hay là bà bán con bà mà làm gì mà trả giá ra đưa cái điều kiện chứ hả? Cái lương tâm của người mẹ bà ở đâu? Đúng rồi. Bà khỏi đúng gì chân á, bà không có tư cách nói chuyện luôn. Người ta ghét bà là tại vì bà lúc nào cũng môn đăng hộ đối. Mà đâu coi người ta ra cái gì đâu. Rồi bây giờ bà qua bà hỏi cưới thì người ta làm khó bà vậy, đúng rồi. Tôi nói đúng không? Đúng. Bà khỏi luôn. Bây giờ này bà không gả cho thằng này đúng không? Mai mốt nó có chữ quan này nè ha. Rồi nghiệp nó đổ lên đầu bà đổ xuống. Lúc đó bà không xứng đáng mà làm mẹ nó luôn á, tôi nói thiệt với bà. Tôi nói đúng không? Đúng. Bà im. Bà đúng cái gì ở đây hả? Cuộc đời của bà lúc nào cũng sai hết trơn á. Bà sai từ cái lúc mà bà không chọn nhỏ này rồi. Bây giờ túm lại là hai bà có cho tụi nhỏ cưới hay là không? Cưới. Năm nay má muốn kiếm nàng dâu, mà lâu nay anh đâu có yêu ai ngoài em đâu. Cuộc đời này anh coi như xong, vì anh giao cho em trông con gì đâu nữa để em phải bằng lòng. Ngồi xuống ba lá tay em trống tay anh chèo, còn đi xe máy em ngồi sau lưng anh đèo. Giàu nghèo gì cũng sẽ hứa dắt em đi theo, sợ anh hứa lèo thì đưa tay đây mình móc queo. Trời ơi mình đã có vợ rồi, chưa người kêu bên sân tối. Vậy là mình đã có vợ rồi, ngày nào cũng sẽ được vui. Cùng ăn cùng uống chung một giờ, cùng thức cùng ngủ chung giấc mơ. Chắc con người
khè tai tiêu mình là chồng ơi. Tìm được nhau là do duyên trời, còn cưới được nhau là do duyên số. Về bên nhau anh nguyện đồng lòng, mình cùng dựng xây mái nhà kiên cố. Nhà trai nhà gái đêm nay đông đủ, xin mời cô dâu bắt đầu tiến vô. Nâng ly mừng đồng thanh tiếng hô, cầm micro chú rể tuyên bố. Trời ơi mình đã có vợ rồi, xuôi da hai bên cũng mở rồi. Hồi môn tặng mấy cây vàng, mừng cho sắp nhỏ nên duyên đám cưới rồi. Trời ơi mình đã có vợ rồi, có em tất cả cũng nhờ trời. Bên em mãi không có trời, đi tiếp con đường từ nay đến cuối đời. Mới nghe nói năm nay má muốn kiếm nàng dâu, mà lâu nay anh đã có yêu ai ngoài em đâu. Cuộc đời này anh coi như xong, vì anh giao cho em trong còn gì đâu nữa để em phải bận lòng. Nồi xuân ba lá tay em chống tay anh chèo, còn đi xe máy em ngồi sau lưng anh đều. Giàu nghèo gì cũng sẽ lứa dắt em đi theo nè. Sợ tôi hứa leo thì đưa tay đây mình móc méo. Trời ơi mình đã có vợ rồi, sẽ có người kề bên sáng tối. Thì đó mình đã có vợ rồi, ngày nào cũng sẽ được vui viên. Còn ăn còn ngủ trong một giờ, còn thức cũng ngủ trong giấc mơ. Và con người kề tay kêu mình là chồng ơi ơi. Trời ơi mình đã có vợ rồi, sẽ có người kề bên sáng tối. Thì đó mình đã có vợ rồi, ngày nào cũng sẽ được vui viên. Còn ăn còn ngủ trong một giờ, còn thức cũng ngủ trong giấc mơ. Và con người kề tay kêu mình là chồng ơi ơi. Trời ơi mình đã có vợ rồi.